Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, Tết Thanh Minh đang đến gần. Và Tết Thanh Minh hay còn gọi là Tết Tiết Thanh Minh ấy, là một trong những nghi lễ quan trọng được người Việt khá là chú trọng để thể hiện cái sự mong mỏi báo hiếu của con cháu đối với ông bà tổ tiên và những cái người đã khuất sinh ra mình. Đây không chỉ là cái dịp để con cháu bày tỏ cái lòng thành kính với ông bà tổ tiên, mà còn là một cái cơ hội để giữ gìn cái truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tiết Thanh Minh năm 2024 đang đến gần. Trong cái lễ Tiết Thanh Minh ấy, cũng có rất nhiều cái điều cấm kỵ mà quý vị cần phải biết tuyệt đối không phạm phải để tránh phạm phải những điều đại kỵ trong tâm linh. Đó. Đặc biệt cái Tiết Thanh Minh ấy, nó cũng được coi là một cái tiết mà nó cũng có nhiều cái âm khí. Vì thế, quý vị cần phải tuyệt đối chú ý những cái điều sau để không gây ra những cái tác hại đến với bản thân. Quý vị hãy ghi nhớ để tránh rước họa vào thân và bị ông bà quở trách tiền bạc đuổi nó ra đi. Vậy thì đó là những cái kiêng kỵ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì trước hết chúng ta cũng phải tìm hiểu xem Tết Thanh Minh năm 2024 nó là ngày nào ạ. Thì chúng ta biết ý, cái Tết Thanh Minh nó là một trong 24 tiết khí. Tiết khí này nó được lập theo lịch, theo quan niệm của các quốc gia phương Đông. Về mặt nghĩa đen thì thanh có nghĩa là trong, minh có nghĩa là sáng sủa. Tiết Thanh Minh có nghĩa là cái thời tiết mát mẻ quang đãng. Cái Tiết Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí. Bắt đầu sau cái ngày lập xuân là 45 ngày và sau đông chí là 105 ngày. Tiết Thanh Minh kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày. Ngày đầu tiên của Tiết Thanh Minh ấy thì gọi là Tết Thanh Minh. Đó. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái Tết Thanh Minh nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch, tức là ngày 26 tháng 2 âm lịch. Sau khi cái xuân phân và kéo dài đến ngày 18 tháng 4 năm 2024, nó rơi vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức là cái Tiết Thanh Minh sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 đến ngày mùng 10 tháng 3. Như vậy là gì? Cái Tiết Thanh Minh năm 2024 nó không chỉ có mỗi cái tháng 3 đúng không ạ? Mặc dù nó là tiết của tháng 3 nhưng nó khởi từ ngày 26 tháng 2. Vậy nên quý vị có thể bắt đầu cúng Thanh Minh vào cái ngày 26 tháng 2 âm lịch được, chứ không nhất thiết phải đợi tháng 3. Và trong những video trước thì Tử Thông cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt, giờ tốt, cũng như là những cái nghi lễ để chúng ta tiến hành cái việc thắp hương ở ngoài mộ trong Tết Thanh Minh được thuận lợi, suôn sẻ và bình an. Và để mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, không gặp phải những cái trắc trở, những cái hung họa khi mà chúng ta tiến hành nghi lễ tảo mộ vào cái dịp Tết Thanh Minh ấy, thì quý vị cần phải tuyệt đối lưu ý những điều sau để không mắc phải những cái đại kỵ và không bị phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy. Kiêng kỵ thứ nhất là tổ chức cái việc hỷ sinh nhật hay là tiệc tùng vui chơi giải trí vào ngày Tết Thanh Minh. Quý vị thân mến, Tết Thanh Minh là cái dịp để con cháu hướng về nguồn cội, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, tỏ lòng hiếu kính, thương nhớ những người đã khuất. Nếu mà sinh nhật trùng hợp vào đúng cái Tết Thanh Minh thì tốt nhất nên tổ chức sớm hoặc là muộn vài ngày. Đặc biệt tuyệt đối không được làm mừng thọ cho những người già vào cái dịp này, không nhận hoa chúc mừng đó, cũng không ăn bánh sinh nhật vào cái ngày hôm đó. Theo dân gian truyền lại, làm vậy sẽ tránh được những điều đại kỵ, giúp cho người già hưởng thêm phúc thọ và được thượng thọ bình an. Tương tự, cái việc kết hôn cũng là chuyện đại sự của cả đời, không thích hợp tổ chức vào cái thời điểm này. Đám cưới là cái chuyện vui mừng, thường được tổ chức rình rang, mà Tiết Thanh Minh thì âm phần nó thịnh. Hoạt động chủ yếu là gì? Là tế tổ và tảo mộ, tưởng nhớ đến những người đã khuất. Nên làm cái lễ kết hôn thì không những là không gặp được may mắn, mà còn có phần bất kính với ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa, thời điểm này thì trời thường mưa phùn giả dích, đường xá thì ướt át, lấm bẩn, ách tắc. Mọi người ai cũng bận rộn với cái việc tảo mộ, sắp xếp tham dự đám cưới thì có phần là hơi khó khăn. Nếu mà có đi được thì cũng chỉ là tiện đường qua uống chén rượu cho vui, tạo cảm giác là đám cưới của bạn không được gì, không được coi trọng. Ngoài ra, nếu do nhiều nguyên nhân mà không đi tảo mộ được thì ở nhà cũng nên hạn chế tổ chức cái tiệc tùng vui chơi giải trí, càng không nên chửi bới, đánh nhau hay là nói những lời báng bổ đến thần thánh, kẻo lại gì gây ra những hậu quả khôn lường. Đó là cái kiêng kỵ đầu tiên. Kiêng kỵ thứ hai là mặc quần áo màu mè sặc sỡ. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì trong Tết Thanh Minh đặc biệt cấm kỵ mặc đồ rực rỡ, sặc sỡ. Ngay cả nội y hay là những cái trang sức đi kèm ấy, cũng phải chú ý không dùng màu đỏ.
không mang theo cái vật kim loại dễ gây ra tiếng động. Có người lại cho rằng cái dịp này thì nên mặc quần áo gì rực rỡ như màu đỏ hoặc màu vàng, còn quần áo màu đen thì xui và dễ bị nhiễm khí âm. Nhưng đây là một cái suy nghĩ sai lầm. Tiết thanh minh là đi tảo mộ là cái việc quan trọng nhất, thể hiện cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, mặc trang phục thanh lịch chỉnh tề cũng chính là để tỏ lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Đồ tối màu như màu đen, màu trắng thì màu tím ấy, thì nó không chỉ trang trọng, nghiêm túc mà còn là cái màu sắc thể hiện cái sự nhung nhớ, tiếc thương với những người đã khuất. Tuy nhiên, những người mà có sức khỏe không tốt như phụ nữ hay là trẻ em trong nhà ấy, trong thời gian này ấy, thì có thể mang theo những cái món đồ phong thủy để gì trừ tà đuổi quỷ. Đấy, có thể là sử dụng cái minh quang pháp bảo, hay là phụ nữ thì có thể sử dụng cái gì cái vạn phúc chi nhân. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo hay là cái vạn phúc chi nhân nhé. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, đó là cái điều cấm kỵ thứ hai. Tiếp theo cấm kỵ thứ ba, đó là đi du lịch hay là thăm hỏi bạn bè người thân vào Tết Thanh Minh. Quý vị thân mến, quý vị nên tốt nhất là nên tránh Tết Thanh Minh, chọn ngày khác mà đi thăm bạn bè người thân. Lúc này đến nhà chơi thì chẳng những không thích hợp mà còn có phần kém may mắn, là cái điểm xấu cho cả khách và chủ. Nếu mà thực sự cần thiết thì quý vị có thể hẹn gặp ở bên ngoài là thích hợp nhất. Bên cạnh đó thì cái việc du lịch cũng là cái điều kiêng kỵ trong cái dịp Tết Thanh Minh. Đây là cái thời điểm mà dành cho cái việc tảo mộ và cúng tế tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn và trân trọng cái quá khứ. Chỉ nên kết hợp tảo mộ cùng với những cái dịp là về thăm quê, thăm lại cố hương, hít thở cái không khí trong lành của mùa xuân ở nơi thôn dã. Nếu mà lỡ sắp xếp đi chơi vào cái thời điểm này thì phải đặc biệt chú ý tránh đi đến những cái nơi có núi non, có nhiều người đi tế lễ. Không được nói chuyện xui rủi, càng không được buông lời bất kính với những người đã khuất. Ban đêm cũng nên hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí. Khi mà thuê nhà nghỉ khách sạn thì tránh chọn những cái phòng khuất, phòng ở cuối cùng ấy. Đó. Nếu mà để giày dép ở bên ngoài thì cũng nên để mũi giày chĩa ra hướng ngoài cửa. Không nên để mũi giày nó hướng vào trong. Bên cạnh đó thì quý vị cũng không nên ở một mình nơi hoang vắng vì dễ bị tổn hao cái nguyên khí. Đó là kiêng kỵ thứ ba. Kiêng kỵ thứ tư là để tóc phủ trước trán và gì mua giày trong cái dịp Tết Thanh Minh. Quý vị thân mến, trong dân gian thì Tết Thanh Minh hay còn được gọi là Tết Quỷ. Đó. Bởi đây là lúc mà âm khí rất là vượng, ma quỷ thì nhiễu nhương. Trong thời gian này, nếu mà có phải đi đêm ấy, thì phải đem theo những cái vật hộ thân để gì có thể là trừ tà, như là mang theo một cành dâu, củ tỏi, bùa may mắn hay là vạn phúc chi nhân hay là minh quang pháp bảo vân vân. Đấy, những vật phẩm đã được khai quang chỉ chú thì là tốt nhất. Đấy, đặc biệt quý vị nhớ để lộ trán, vì theo quan niệm dân gian ấy thì trán là cánh cửa vận mệnh của con người, là nơi mà đèn thần nó soi rọi, không nên để tóc che phủ trước trán. Trong thời gian này thì cũng không nên mua giày mới, bởi trong tiếng Hán ấy thì chữ hài, chữ giày ấy, và chữ tà nó đồng âm. Mua giày thì sẽ không được may mắn, dễ bị tà ma theo đuổi. Nếu không chú ý, lỡ mua giày vào cái dịp Tết Thanh Minh ấy, thì có thể lấy giấy đỏ bọc lại để ra ngoài cửa một đêm, sáng hôm sau thì mới gỡ ra và đốt lớp bọc giấy đỏ đi. Kiêng kỵ thứ 5 là chồng mất 3 năm đầu thì vợ không được đi tảo mộ. Quý vị thân mến, một trong những cái điều kiêng kỵ Tết Thanh Minh theo quan niệm dân gian truyền lại ấy, nếu mà chồng mới mất thì trong vòng 3 năm đầu người vợ không được đi tảo mộ. Nếu không cẩn thận ấy, thì sẽ phải những cái ảnh hưởng đến vận khí của người vợ. Nếu mà cải giá, người chồng sau có thể cũng bị khắc đó. Con cái thì cũng yếu ớt và gì sức khỏe thì kém. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái phong tục tập quán của một số địa phương. Nếu mà nơi bạn đang sống mà có những điều kiêng kỵ này thì tốt nhất các bạn cũng nên tuân theo. Tránh sau này lại gặp nhiều cái chuyện phiền phức khiến cho mình phải suy nghĩ. Còn nơi bạn đang sống mà có cái phong tục, không có phong tục tập quán này thì các bạn có thể làm theo cái tâm nguyện của bản thân là được. Kiêng kỵ thứ 10 là ăn đồ mặn khi đi tảo mộ. Quý vị thân mến, ngày tảo mộ từ sáng sớm đến lúc đến nơi cúng lễ thì không nên ăn đồ mặn. Quần áo phải sạch sẽ, chỉnh tề, thể hiện cái sự tôn trọng với những người đã khuất. Đồ ăn thì có thể lựa chọn các loại đồ chay tịnh như là bánh trái, hoa quả. Lễ cúng thì cũng nên là lễ chay. Bởi dân gian quan niệm, được ăn chay niệm Phật thì mới dễ dàng được siêu thoát. Lễ cúng thì nên có hoa tươi, xôi, quả, trái cây,
chai nước, gạo, muối, bơ, bỏng, chén mà mật ong vân vân. Có thể quý vị chọn hoa cúc vàng để thể hiện cái sự đau buồn và nhớ nhung của con cháu đối với tổ tiên khi mà đi tạ lễ với ngày Tết Thanh Minh. Kinh kỵ thứ 6 là những người có mặt xám, da đen hắc, hắc khí bao trùm ấy, thì không nên đi tảo mộ. Quý vị thân mến, vào những cái ngày tảo mộ, nếu mà thấy trước trán có một quầng đen hay là gì, một khoảng tối trước khi mà gì, khi ẩn khi hiện ở dưới làn da, thì có nghĩa là vận khí của các bạn đang rất là xấu, nên tránh đi tảo mộ. Nếu nhất định phải đi thì có thể mang theo những cái bùa hộ mệnh đã được khai quang chỉ chú như Tử Thông đã giới thiệu ở trên. Đó có thể là các vật phẩm phong thủy như là gì, bùa hộ mệnh, vòng may mắn, dây chuyền, minh quang pháp bảo, hay là cái bát bảo tâm kinh, vật phẩm đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, giúp gặp giữ hóa lành, hóa hung thành cát. Thì ngoài ra ấy, những người sức khỏe yếu, mới ốm dậy hay là gì, mới động dao kéo, phụ nữ có thai hoặc là đang trong cái thời kỳ kinh nguyệt thì cũng không nên ra ngoài vào cái dịp này, càng không nên đi tảo mộ. Ngoài cái vấn đề tâm linh ấy, thì đây cũng là cái thời điểm giao thông nó ách tắc, thời tiết thì ẩm nồm hoặc là gì, nắng gắt. Vậy nên là mọi người dễ bị nhiễm lạnh. Quý vị nên gì, chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Thứ 7 là dừng chân quá lâu ở nơi vắng vẻ. Thưa quý vị, có những gia đình mộ phần tổ tiên được đặt xa nơi ở, phải đi qua nhiều cái khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, tiềm ẩn nhiều cái nguy hiểm. Tốt nhất là quý vị nên theo cái lộ trình đã định, chọn cái cung đường mà mọi người hay đi, tránh dừng chân quá lâu ở cái nơi hoang vắng để đảm bảo cái an toàn cho bản thân và những người đi cùng. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, đi đến những nơi như vậy thì thường dễ bị nhiễm tà khí. Và nếu thực sự cần thiết thì quý vị nên đi nhiều người là tốt nhất. Thứ 8 là tùy tiện chụp ảnh. Quý vị thân mến, thì trong thời đại ngày nay thì cái máy ảnh, cái điện thoại là cái điều mà ai cũng có đâu ạ. Ai cũng có một vài cái điện thoại như thế này. Và chúng ta cứ hễ mà thích lên cái thì lại cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Đó. Cái điều này thì không nên. Đó, điều này không nên. Một số người sở hữu cái máy ảnh hay điện thoại có chế độ chụp ảnh thì ngày càng nhiều. Song không phải ai cũng gì cũng biết là tùy tiện chụp ảnh là một cái điều mà kiêng kỵ trong cái dịp Tết Thanh Minh này. Quý vị không nên chụp ảnh ở nghĩa trang, lăng mộ, không chụp ảnh với người lạ, đặc biệt là sau 3 giờ chiều thì tuyệt đối không được chụp ảnh bừa bãi, vì biết đâu có những cái thứ gì đó khác nó lọt vào trong cái ảnh của các bạn. Nếu mà gặp cây cổ thụ, đồ cổ hay là gì, hay là những nhà cửa kiến trúc lâu đời thì cũng không nên tùy tiện đứng chụp ảnh ở đó. Người xưa cho rằng cây cối, đồ vật hay là nhà cửa lâu năm ấy thì đều có linh hồn trú ngụ, không cẩn thận thì sẽ phạm phải những cái điều bất kính và sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường. Ban đêm quý vị cũng không nên chụp ảnh trong hương, bởi hương nó thuộc tính âm, dễ bị nhuốm âm khí. Tiết Thanh Minh thì âm khí nó vượng, dù là chụp ảnh những người khác hay là chính mình trong hương ấy, thì cũng không tốt, mang lại những điều không may mắn và có thể là gì, sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Đấy. Tương tự thì đi chơi đêm thì quý vị cũng tốt nhất không nên chụp ảnh. Cũng đừng lấy đèn pin soi rọi lung tung vì dễ kích những thứ đen tối đi theo mình. Khi đến đỉnh đền miếu phủ chùa chiền thì cũng không nên đứng dưới cái chân tháp để tự chụp ảnh. Tháp được dùng để gì? Để trừ tà, dễ gây cái cảm giác là bức bối, khó chịu. Ngoài ra ấy, thì các bạn cũng nên cân nhắc trước khi chụp ảnh cùng với thần tượng, tượng Phật vì có thể gây ảnh hưởng tổn hao cái nguyên khí. Nên tránh chụp ảnh ba người. Xưa kia ấy, thì các họa sư không bao giờ vẽ ảnh ba người và cũng không chụp ảnh ba người trong một bức tranh, vì người ở giữa sẽ bị người hai bên đè nén và chèn ép. Tuy nhiên, nếu ba người là cùng một gia đình hoặc là anh em bạn bè thân thiết thì không vấn đề gì cả. Còn nếu chỉ là đồng nghiệp hay là đối tác thì quý vị cũng nên cẩn thận, tránh ảnh hưởng đến cái vận khí của mình. Đó. Quý vị thân mến, tảo mộ trong Tết Thanh Minh vừa là để thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa là để gì tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, vừa là một cách để lưu giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Vì vậy, các cụ nhà ta có câu là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành ấy. Các bạn kiêng được thì cứ kiêng nhé. Thứ 9 là đi tảo mộ người ngoài. Quý vị thân mến, kiêng kỵ thứ 9 chúng ta phải nhắc đến đó chính là đi tảo mộ người ngoài. Đi tảo mộ là cái tập tục truyền thống trong cái Tết Thanh Minh. Những người đi tảo mộ thì xưa nay đều là con cháu trong nhà. Người ngoài thì tốt nhất không nên tùy tiện đi theo. Dù sao ấy, cũng không phải là người một nhà,
đến mộ phần vào lễ Tết Thanh Minh thì có thể khiến cho cái trường khí nó bị hỗn loạn, mất cân bằng, là cái điểm xấu nên tránh. Có thể do nhiều nguyên nhân mà nhiều người gặp phải cái tình huống như là đi tảo mộ cùng bạn bè, hoặc là cấp dưới đi tảo mộ cùng cấp trên, đối tác làm ăn thì đi tảo mộ chung. Khi đó tốt nhất là nên mang theo những vật phẩm phong thủy trừ tà hộ thân để gì xua đuổi những sát khí và không phạm phải những điều đại kỵ trong tâm linh. Thứ 10 là chọn hoa cúng tùy tiện, màu sắc sặc sỡ. Quý vị thân mến, theo truyền thống thì Tết Thanh Minh là để bày tỏ cái sự mong đợi vạn vật của mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Nói chung ấy, cái vòng tuần hoàn của cuộc đời lại một lần nữa được bắt đầu. Thời điểm này thì cũng là lúc mà trăm hoa đua nở, song không phải loại hoa nào cũng thích hợp dùng để cúng tế. Người xưa cho rằng khi mà cúng tảo mộ ấy, thì cũng không nên chọn hoa quá sặc sỡ, mùi hương quá nồng đậm, nên chọn những loại hoa mà trang nhã, mùi hương thuần khiết để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Thông thường thì các loại hoa trắng nó tượng trưng cho sự tiếc thương. Khi mà tảo mộ có thể chọn hoa cúc trắng, hoa bách hợp, hoa huệ trắng hay là hoa mã đề, hoặc là hoa hồng trắng. Đã, cũng có thể là chọn hoa rành rành hay là các loại hoa có màu trắng trơn. Nó còn thể hiện cái sự thương nhớ và thương tiếc và nhung nhớ với những người đã khuất. Hoa cúc vàng cũng là loại hoa được phổ biến lựa chọn để đi tảo mộ, bởi hoa cúc vàng tượng trưng cho cái sự đau buồn và tưởng niệm. Thì ngoài ra có thể dựa vào tuổi tác và sở thích của những người đã khuất để mà chọn loại hoa cúng làm sao cho một phù hợp. Với người bề trên, người cao tuổi có thể dùng hoa cúc vàng hoặc hoa cúc trắng, cũng có thể chọn với hoa cúc có nhiều màu sắc như là gì sắc đỏ, sắc hồng để thể hiện tình cảm thương nhớ, nhớ nhung của con cháu. Với những người cùng thế hệ thì nên chọn lại cái hoa có màu sắc trang nhã như hoa lai ơn, hoa lo kèn, hoa cẩm chướng. Còn với những bạn bè thân thiết thì cũng không cần phải có câu nệ hình thức, có thể chọn lựa thoải mái các loại hoa mà thời sinh thời họ yêu thích. Kiêng kỵ thứ 11 là tảo mộ không đúng trình tự. Quý vị thân mến, tảo mộ là cái chuyện linh thiêng, là cái dịp con cháu thể hiện cái lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Do đó phải được tiến hành một cách là gì? Theo đúng trình tự, tránh bất kính với những người đã khuất. Thông thường thì trong lễ tảo mộ được diễn ra theo cái trình tự là gì? Dọn dẹp mộ phần, lên hương, hoặc là gì? Dâng lễ, mời rượu, khấn vái, hóa vàng mã. Khi mà tiến hành tảo mộ thì quý vị cũng cần phải chú ý giữ thái độ thành kính, không đùa cợt, không chạy nhảy lung tung. Bằng không ấy sẽ phạm phải những cái điều đại kỵ trong Tết Thanh Minh và gây ra những hiệu quả khôn lường. Trước khi dọn dẹp bộ phần, quý vị cũng nên thắp hương ở bàn thờ gia tiên, khấn vái, xin phép được tu sửa, dọn dẹp bộ phần. Số nén hương được thắp phải là số lẻ, 1 nén, 3 nén hoặc 5 nén, vì số lẻ tượng trưng cho cõi âm. Bên cạnh đó, quý vị cũng phải chú ý phát quang cái cỏ rậm, đấy, nhổ bỏ những cái cỏ dại, bồi đắp thêm đất, trồng thêm cái hoa tươi hoặc là quét dọn cái khu vực xung quanh ấy, cho sạch sẽ, kiểm tra xung quanh mộ nếu mà bị chuột hay là các loài thú khác nó đào bới ấy, làm tổ ấy, thì cần phải nhanh chóng xử lý. Nếu quanh mộ mà có nước hay là nước vào mộ thì là cái điều xấu mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Nó sẽ dẫn đến là gì? Vận khí nó bị suy giảm và tài lộc của con cháu đời sau cũng sẽ gì dễ bị mất đi. Lễ vật lựa chọn dâng lên cũng phải là lựa chọn cẩn thận, nên là đồ chay, bởi theo quan niệm dân gian thì ăn chay niệm Phật sẽ được gì? Được siêu độ, mau chóng được đầu thai. Hoa quả là cái đồ vật tươi mới, tránh dâng hoa quả héo, dập, nát. Số lượng hoa và trái cây cũng cần phải mang là gì là số lẻ. Quý vị có thể chuẩn bị 2 ngọn đèn hoặc là 2 cây nến, tượng trưng cho 2 vầng nhật nguyệt. Lễ vật trên bàn ấy, thì có thể đặt chung, xong nếu mà có nhiều bát hương thì quý vị có thể là gì? Bát nào cũng phải thắp hương. Khi mà tiến hành nghi lễ cúng gia tiên ấy, thì có 2 hình thức là vái và lễ. Quý vị cũng cần phải thực hiện song hành đó. Những người làm lễ phải dùng 2 tay dâng lên với ngang trán như này đó. Vái 3 vái rồi thắp hương vào bát hương. Tiếp theo là con cháu trong nhà lần lượt dâng hương theo thứ bậc đó. Đầu tiên là gì? Ông bà cụ kỵ, sau đến cha mẹ, rồi mới đến gì? Đến các tầng lớp tiếp theo. Sau khi hương cháy được 2/3 thì quý vị có thể là hóa vàng mã và xin lộc mang về nhà đó. Về chuyện xin lộc ấy thì có quan điểm cho rằng ngoài cái vấn đề tần số tâm linh thì đồ cúng ở mộ nghĩa trang thường bị nhiễm vi khuẩn, vốn nó có rất nhiều ở cái nghĩa địa ấy. Ăn vào thì dễ bị ngộ độc hoặc là ảnh hưởng không tốt đến cái hệ tiêu hóa, chỉ nên đem cho chim cá
Điều này thì nói chung là cũng khá là khoa học, chúng ta cũng nên cân nhắc và lựa chọn đồ cúng sao cho hợp lý. Thì ngoài ra, khi thắp hương cho các ngôi mộ ở trong khu vực của gia tiên ấy, thì thông thường nên tuân theo cái thứ tự của các bậc đời trước, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu một khu mộ không có bố trí theo đúng các trật tự trong dòng họ ấy, quý vị cứ thắp hương thuận theo cái đường đi lối lại là được. Thưa quý vị, đó là 12 cái điều kiêng kỵ trong cái dịp Tết Thanh Minh. Hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn về tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán và những điều kiêng kỵ của ông bà chúng ta ngày xưa, để có một cái Tết Thanh Minh gì được ý nghĩa, trang trọng hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.